Chiều ngày 10 tháng 2, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi hội nghị chuyên đề nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự hội nghị trực tiếp có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hội nghị còn trực tuyến đến 437 điểm cầu ở các quận huyện, thành phố Thủ Đức với hơn 23.000 người dự. Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nói về việc nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng cách mạng cùng tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích rõ về quan hệ giữa công chức và quan chức. Quan chức là người có quyền hành được ủy thác của người dân, của nhà nước và phải nêu gương. Công chức, nhất là quan chức, thì phải thạo chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tận tụy, làm sao xứng đáng là công bộc, đầy tớ của nhân dân. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, người đầu tiên đề ra tiêu chuẩn công chức là Bác. Thời kháng chiến, Bác yêu cầu phải giỏi cả văn học, lịch sử, nhất là ngoại ngữ và ít nhất là hai ngoại ngữ. Thời đại hôm nay nếu không như vậy thì sẽ không có chỗ đứng. Vì thế các bạn trẻ hết sức tranh thủ thời gian. Thời gian ủng hộ chúng ta, nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Hội nghị đã mang lại cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh những giây phút xúc động, lòng biết ơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc, đã dành trọn cả cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do cho nhân dân. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên thành phố Hồ Chí Minh hiểu thêm về tấm lòng, tình cảm của Bác dành cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.